Nấm Mồ. Nấm Mồ là nơi an nghỉ của người đã chết. Nên chết mà không được chôn cất, không có mộ phần thì được coi là chết khổ, chết bất hạnh, chết bờ bụi. Và người còn sống sẽ mỉa mai chê cười, sống vô gia cư, chết không địa táng. Sợ chết bất hạnh, sợ bị đời cười chê, sống ác, chết khổ, nên ai cũng sắm sẵn cho mình một miếng đất để chôn, một nấm mồ để an nghỉ. Người giàu thì xây kim tỉnh, người nghèo thì cố chắc chiêu mua lấy phần đất dành để chôn mình trong nghĩa trang. Đức Kitô lại nghĩ khác, làm khác. Tuy biết rất rõ và vui lòng lên Jerusalem chịu khổ hình và chịu chết, Đức Kitô không hề tự mình hay nhờ người thân bạn hữu lo liệu trước cho mình một nấm mồ. Ngài chuẩn bị nhiều chuyện khác một cách rất chu đáo, sai tông đồ đi dọn dẹp, sắp xếp bữa ăn sau cùng, căn dặn các tông đồ rất chi tiết từng chuyện một. Nhưng tuyệt nhiên, Ngài không nói gì đến chuyện chôn cất Ngài. Thái độ dửng dưng của Ngài trước chuyện chôn cất cho chúng ta nhiều suy tư mới. Quả thực, chết thì phải chôn. Ai lại giữ mãi xác chết trong nhà dù có thương yêu đến đâu đi nữa? Hôi thối làm sao chịu nổi. Biết mình sẽ chết, nhưng không lo gì đến mộ phần, Đức Kitô đã phó mặc chuyện chôn cất mình cho ai đó. Ngay cả các môn đệ cũng chẳng ai buồn nghĩ tới. Cả bốn tin mừng đều thuật lại việc chôn Đức Kitô sau khi Ngài được tháo xuống từ thánh giá. Tin mừng Matthew: về chiều, có một người giàu có quê ở Arimathea tên là Giuse. Ông đã đi gặp Philato và xin xác Đức Kitô. Lãnh lấy xác Ngài, ông quấn vào khăn liệm sạch và đặt xác vào ngôi mộ mới của ông. Ông đã cho đẽo ngay trong đá, đoạn ông vần viên đá lớn lấp ngay cửa mộ. Tin mừng Marco: trời đã về chiều, vì là ngày dọn lễ, tức là ngày áp hưu lễ. Có Giuse đến, ông quê tại Arimathea, là một nghị viên có thế giá, và ông cũng ngóng đợi nước Thiên Chúa. Ông đã vào gặp Philato và xin cho được xác Đức Kitô. Ông đã mua khăn liệm và hạ xác Ngài xuống. Ông đã bỏ Ngài vào khăn liệm mà đặt Ngài xuống mộ đã đẽo trong đá, đoạn ông vần viên đá vào cửa mộ. Tin mừng Luca: và này, có một người tên là Giuse làm nghị viên, một người từ tâm và ngay lành, không hề tham dự vào ý định và hành vi của các người khác. Ông quê tại Arimathea, thuộc thành của người Do Thái. Ông hằng ngóng đợi nước Thiên Chúa. Ông đã đi gặp Philato và xin cho được xác Đức Kitô. Hạ xác Ngài xuống, ông quấn vào khăn liệm và đặt Ngài vào ngôi mộ khoét trong đá, chưa có người nào được đặt vào. Tin mừng Gioan: sau đó, Giuse quê tại Arimathea, một môn đồ của Đức Kitô, nhưng giữ kín vì sợ người Do Thái. Ông đã đến xin Philato để được cất xác Đức Kitô. Philato ban phép, vậy ông đã đến cất xác Ngài. Cả Nicodemo cũng có đến. Ông là người trước kia đã đến gặp Ngài ban đêm. Ông đem theo chừng 100 cân mộc dược trộn với trầm hương. Họ lấy xác Đức Kitô rồi dùng vải mà quấn lại với hương liệu theo thói liệm tang của Do Thái. Nơi Ngài bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn có một ngôi mộ mới chưa có người nào chôn. Và vì là ngày dọn lễ của người Do Thái, vả lại ngôi mộ ở kề bên, nên các ông đã đặt Đức Giêsu vào đó. Ta ghi nhận những sự kiện sau: bà con thân thuộc và các môn đệ của Đức Kitô đã không lo lắng được gì trong việc mai táng Ngài. Người có công đầu và xốc vác đứng ra lo liệu xin tháo xác và an táng Đức Kitô là ông Giuse, quê làng Arimathea, nghị viên trong hội đồng kỳ mục Do Thái, mến phục Đức Kitô và theo Ngài một cách rất kín đáo. Phụ với ông trong công việc tế nhị này lại cũng là một ông nghị, có lòng yêu mến Đức Kitô, nhưng cũng chỉ dám theo Ngài xa xa và chỉ đến gặp Ngài trong đêm tối. Cả hai không ở gần Đức Kitô nên không biết nhiều về Ngài như nhóm 12 môn đệ. Việc Ngài bị lên án tất nhiên các ông được biết trong hội đồng và cũng chỉ mới biết một hai ngày trước. Không biết trước,
cũng không được giao phó công việc mai táng. Hai ông đã hoàn toàn không chuẩn bị gì khi tình nguyện đứng ra lo liệu chôn cất. Trong hoàn cảnh bi đát, trước những công việc phải làm, hai ông đã có những sáng kiến táo bạo, vào gặp Philato để xin xác Đức Kitô và chôn cất Ngài trong chính kim tỉnh đúc sẵn còn mới tinh của mình. Trước cái chết của Ngài, hai ông không còn dè dặt kín đáo vì sợ người Do Thái, nhưng công khai và tận tình đi với Ngài trên cây số tận cùng tang thương và sầu não nhất của một đời người đi chôn. Hai ông thương cảm cho một người công chính vừa bị đánh gục, hay hai ông còn tin tưởng vào Đức Kitô? Điều này không ai biết, chỉ một điều sẵn sàng dâng hiến mộ phần của mình và chu đáo tận liệm đã nói lên lòng yêu mến và từ tâm rất lớn nơi hai ông. Một sự kiện khác là Đức Kitô được an nghỉ trong phần mộ mới tinh chưa có ai nằm. Ngôi mộ mới tuy không phải của Ngài nhưng thuộc về Ngài, vì Giuse đã dâng tặng Ngài khi tình nguyện đứng ra lo liệu tẩm liệm chôn cất. Ngôi mộ mới là hình ảnh của một con đường mới do chính Đức Kitô khai trương. Nằm trong nấm mồ của con người, nhưng cái chết của Ngài không như cái chết của các người chết khác. Ngài chết một cái chết có sức phục sinh. Quả thực, Ngài chết một cái chết phục sinh. Hòn đá lấp kín cửa mồ sẽ bật tung trước sự sống, trước quyền năng của đấng chính là sự sống. Nấm mồ mới không thể là nơi an nghỉ lâu dài hay vĩnh viễn thiên thu của sự sống. Nó chỉ là một chặng nghỉ chân. Sở dĩ Đức Kitô dừng chân ở chặng nghỉ này vì Ngài muốn trở nên như con người, giống hệt con người trong tất cả, trừ tội lỗi. Như con người, Ngài không muốn thoát khỏi cảnh bị đem chôn. Làm người, Ngài đã sống tất cả và trọn vẹn mọi cảnh huống, thân phận của con người. Mượn nấm mồ của Giuse, nấm mồ không phải của mình, như nơi dừng chân nghỉ ngơi, Đức Kitô muốn căn dặn mỗi người chúng ta. Sự chết chỉ là một giao điểm giữa hai cuộc sống trần gian và vĩnh cửu. Mộ phần không thể cầm chân con người, và nấm mồ không phải nơi ăn nghỉ ngàn thu vĩnh cửu. Lạy Đức Kitô chịu tẩm liệm và chôn kính trong mộ đá. Khổ đau nào rồi cũng có ngày hết, đường thánh giá nào rồi cũng có điểm dừng chân, cuộc đời nào rồi cũng kết thúc bằng một lần chết. Con muốn dấu ái gửi trao Chúa đời con, với ý thức sẽ được chấm dứt một ngày bằng cái chết. Con cũng chân thành dâng Chúa khổ đau đời con, trong hy vọng được an nghỉ trong mồ. Nhưng ý thức và niềm hy vọng ấy không đứng một mình trơ trọi hay xây tuyết quanh con, nhưng bám víu gắn chặt vào Chúa, đấng đã sống, đã khổ đau và chết như con người. Niềm hy vọng và ý thức ấy được lớn lên khi con hướng về Chúa, đấng đã phục sinh từ cõi chết và đã làm sống lại tất cả nhân loại phải chết. Người nằm xuống giã từ cuộc đời, giã từ phận người, đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo, giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng, cõi lòng thênh thang. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người, dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Người nằm xuống giã từ bạn bè, giã từ mọi người, đi về nơi yêu thương với Chúa. Vì cuộc sống như mây thoáng qua, như sương biến tan, giờ đây không còn gì, không còn gì. Niềm tin yêu trông cậy nơi Chúa, Chúa là quê hương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người,
dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Nằm xuống tiếc gì một đời sống vì mọi người, âm thầm trong hy sinh tha thứ, tìm hạnh phúc trong nơi Chúa tôi, không mong ước chi là trao dâng cuộc đời, dâng phận người dù mong manh, nhưng là tay Chúa tác tạo thân con. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người, dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Người nằm xuống đất mẹ hiền hòa, đón người trở về trong tình yêu bao la thắm thiết. Người từng sống qua bao tháng năm như con sóng xô, giờ đây xa vời vợi thật rồi, người ra đi, đi về bên Chúa chính nguồn yêu thương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người, dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người, dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui.